Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Khi mà cô ấy đem đến cho chúng ta một cái câu chuyện là bản thân đã kết hôn với người đàn ông khoảng được 18 năm nay rồi, con gái và con trai đầy đủ hết. Hai vợ chồng là người có ăn học, có được đất đai nhà cửa của cha mẹ để lại, có cửa hàng, tiệm bán nên thu nhập rất là ổn. Con cái cũng được đi học tới nơi tới chốn đàng hoàng. Thế nên là cái vấn đề kinh tế không có gì lo lắng. Riêng có một điều khi mà từ lúc cô bước chân vào hôn nhân, cô mới thấy rằng đó là cái sự phiền muộn của cô rất là nhiều năm. Bởi người đàn ông của cô là người đàn ông lăng nhăng, thường xuyên có bồ có bịch, hết năm này đến năm khác. Đến tận bây giờ, mười mấy năm sống bên cạnh cô, người đàn ông này vẫn có cái tính trăng hoa, lúc thì cô này, lúc thì cô khác, thay đổi biết bao nhiêu nhân tình trong suốt khoảng thời gian mà cô làm vợ. Dạo gần đây cô mới nói rằng khi mà cái mạng lưới Zalo nó được ứng dụng trên điện thoại thì cô cũng gọi là tò mò. Mà cô cũng biết là cái việc tò mò của cô chẳng đem lại lợi ích gì cho cô đâu. Rồi cuối cùng cô vì tò mò mà cô mò ra một đống chuyện cô không nên biết. Khi mà cô biết được thì cô rất là đau khổ. Chuyện là chồng của cô đang quan hệ đi lại, yêu thương một người đàn bà đang có chồng. Họ nhắn tin cho nhau rất là ngọt ngào, khiến cho cô đọc mà cô bị ghen, cảm giác ghen, tủi thân trỗi dậy trong lòng người đàn bà biết bao nhiêu năm nay không được chồng ăn nói những lời tử tế ngọt ngào, thì bất chợt thấy chồng của mình nhắn những cái tin rất là mùi mẫn với người đàn bà là vợ của kẻ khác. Thì trong cái tình huống này cô không biết là phải cư xử như thế nào khi mà cô biết người phụ nữ đó cũng ở gần nhà cô nữa, cũng đang có chồng nữa, nhưng mà lại cặp với chồng cô như vậy. Trong cái tình huống này thì cô mới đặt cho Sóng Tình Yêu GB một cái câu hỏi là chồng của chị có yêu chị không? Chồng của chị có bỏ chị không? Và chị nên làm gì để chấm dứt cái tình trạng hai người đó quen nhau, và cũng như là làm như thế nào để chị được bình an, thanh thản trong một cái cuộc sống đầy sóng gió như thế. Rất là cảm ơn chị đã chọn em là người tư vấn cho chị trong cái tình huống này. Có thể nói rằng chị là một người phụ nữ đảm đang, truyền thống. Cái cách nói chuyện của chị đã nói lên cho em biết điều này. Và qua câu chuyện của chị cũng truyền đạt đến em một cái thông tin là chị là người chăm mẹ chồng rất là tốt, không có điều tiếng gì, nhưng mà mẹ chồng của chị lại không có ưng ý chị, không có thích chị, không có ưng chị làm con dâu. Có nghĩa là bà cũng thường xuyên gọi là cái dạng mẹ chồng mà chẳng ăn chăn cuốn á. Không vừa ý chị thì không có nói cho chị biết, không biết là nghe ai đâm thọt mà lên tận nhà mẹ chị để mà phiền trách về cái chuyện chị ăn nói hỗn xược, làm cho chị rất là buồn lòng. Đây là cái điều mà chị cảm thấy không hài lòng ở người mẹ chồng đó. Mặc dù là chị rất là tận tâm chăm mẹ chồng những cái lúc mà mẹ chồng ốm đau đến khi mà mẹ chồng chết. Và chị cũng có một cái sự thắc mắc là tại sao chị tốt như vậy, tốt với mẹ chồng như vậy mà vẫn không được chồng thương. Thì trong cái tình huống của chị, em cũng thấy là chị rất là bức xúc khi mà tìm đến em tư vấn, vừa khóc vừa kể lể đến mức mà nghẹn ngào không nói được thành câu. Đó. Thì qua cái câu chuyện của chị, em thấy như thế này chị nè. Em có thể định nghĩa cho chị một cái định nghĩa hài hước để làm cho chị cảm thấy vui hơn, cảm thấy mình nên sống cho mình một chút xíu, mình biết nghĩ cho bản thân mình. Và bản thân em là cái người tư vấn, em đã gặp rất là nhiều tình huống người đàn ông ngoại tình, người thứ ba, cũng như là người vợ khổ sở khi bước vào tình yêu. Chúng ta đều có thể nhận biết rằng tình yêu không biết nó là cái gì, nó không hình tướng, nó không nhìn thấy, nhưng mà nó trói cột con người ta, nó làm cho con người ta thăng hoa đấy. Thăng hoa cũng chỉ được mấy ngày thôi, một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà nó làm cho người ta độn thổ, ngã nhào xuống đất, chúi nhủi thì một thời gian rất là dài. Nó làm cho con người ta đứng không được.
ngủ cũng không ngon, đi cũng không nổi, mất hết sức sống, không biết tình yêu nó là cái gì. Nó là cái sự vô hình mà nó đánh ngã con người ta, một người to béo khỏe mạnh, không sợ gì hết mà chỉ sợ là không được yêu. Đó, chứng tỏ là cái đời sống tinh thần nó rất quan trọng đối với tất cả mọi người chúng ta. Em định nghĩa cho chị một cái khái niệm hài hước về đàn ông này, mà những người phụ nữ khác cũng nên nghe để chúng ta giải trí một chút xíu nhé. Đối với tôi ấy nha, đối với tôi ấy, thì đàn ông là một cái động vật lạ lùng, lạ lùng đến mức mà khó hiểu. Vì quá khó hiểu nên mình thấy nó lạ. Thứ nhất là tôi đã từng gặp rất là nhiều người phụ nữ đẹp. Người ta cho tôi xem, không phẫu thuật gì hết, chụp hình, nhìn rất là mướt mát, ngon mắt luôn. Đó. Vậy mà chồng vẫn bỏ đi để mê gái, mà mê gái xấu hơn nữa chứ. Mà người vợ đó đâu phải là người vợ mà thô thiển đâu. Đường đường cũng làm chủ spa, bạn biết chủ spa là làm đẹp rồi đó, mà ăn nói cũng ngọt ngào nữa chứ đâu phải là tệ đâu. Nhưng mà chồng giàu quá, xinh hư. Vậy thì cái sắc đẹp có trói cột được chân của người đàn ông không? Không, đẹp vẫn bị đàn ông bỏ. Chưa chắc rằng ai là hoa hậu lấy chồng mà chồng không ngoại tình ha các bạn ha. Rồi còn những người phụ nữ xấu thì sao? Chị ơi, em xấu quá nên là chồng em mê gái đẹp, xấu cũng bị bỏ nữa. Người phụ nữ tốt thì sao? Người phụ nữ tốt công dung ngôn hạnh, biết nấu ăn, biết chăm con, biết làm việc nhà, biết chăm chồng, cũng bị chồng bỏ. Vì sao? Vì không giỏi về cái vấn đề tình dục. Đó, tốt cũng bị bỏ. Còn người phụ nữ mà bản thân anh ta hư xấu sai, người phụ nữ lỡ đi ngoại tình, bị chồng phát hiện cho rằng là hư, cũng bỏ vợ. Người đàn ông hư bỏ người vợ hư cũng có lý do để mà bỏ. Còn người phụ nữ ngoan hiền thì sao? Thương chồng, thương mẹ chồng, lo lắng cho gia đình chồng, đi làm tạo dựng sự nghiệp, lo cho các em chồng, đầy đủ tiền bạc, cũng bị chồng chán, chồng chê. Rồi chồng lại mê gái trẻ, bởi vì vợ quá là giỏi giang, đảm đang, được ai cũng yêu mến. Vợ mạnh mẽ thì sao? Người đàn bà mạnh mẽ thì sao? Thì chồng cảm thấy yếu đuối trước người phụ nữ mạnh mẽ đó, cũng chán vợ mạnh mẽ. Còn người phụ nữ yếu đuối thì sao? Có những người phụ nữ rất là yếu đuối, ngọt ngào, từ tốn, cũng bị chồng chán. Vì chồng nuôi mãi vợ, chồng thấy vợ như là một gánh nặng. Mặc dù anh ta không có nặng nề gì về tiền bạc hết, nhưng mà người ta lại thấy có một người phụ nữ khác ở bên cạnh anh ta, phụ giúp anh ta công việc nó thực tế hơn, cùng với anh ta đi nước trong nước ngoài, cùng với anh ta bôn ba lo kiếm tiền, cùng với anh ta đối tác, cùng với anh ta sửa những cái trang hợp đồng, có lý hơn là một người vợ an phận, là một cô giáo ở nhà. Một người vợ yếu đuối cũng bị chồng chán. Người đàn bà giỏi xếp, tôi đã từng gặp một người phụ nữ về tình dục giỏi, dáng đi tập gym, ở nhà thì cũng không phải là nghèo, đi tập để cho dáng hình đẹp, giỏi, đẹp, có công ăn việc làm. Cái vấn đề giường chiếu cô ta lại còn có thể đi dạy người khác được, vẫn bị chồng chán. Có nghĩa là đàn ông vẫn có lý do để chán một người phụ nữ giỏi tình dục. Còn cái người phụ nữ dở tình dục hay sao? Có những người đàn ông cũng tâm sự là tôi quá chán vợ, tôi sắp ngoại tình tới nơi rồi. Hỏi vì sao? Vì vợ tôi quá là dở về tình dục, nằm đơ ra. Có nghĩa là tôi không có cảm giác là vợ tôi cùng với tôi phối hợp để mà hai người thăng hoa trong vấn đề tình dục. Dở tình dục cũng bị chồng chê. Vậy bạn có thấy là đàn ông là cái động vật kỳ lạ và khó hiểu không? Cái gì cũng có lý do để người đàn ông đó có thể bỏ được bạn. Nó kỳ lạ vậy đó. Đó, thế nên là suy ra cho cùng thì có một câu kết luận chính xác mà tôi ngẫm nghĩ hoàn toàn là đúng. Đó là ông trời không cho ai tất cả hết. Ông trời chưa từng cho ai tất cả mọi điều bao giờ. Nếu bạn có được cái điều này, bạn sẽ không có được điều khác. Có những cặp vợ chồng yêu thương nhau lắm thì con bị đần, bị đau, bị tai nạn, bị què, bị tật. Có những cặp vợ chồng yêu nhau lắm thì bị mẹ chồng cay nghiệt, bị mẹ chồng đâm thọt. Rồi có những cặp vợ chồng yêu nhau lắm thì lại không có con. Đó. Còn hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau thì con đàn cháu đống, đứa trai đứa gái sinh tươi đủ kiểu.
Đó, đời nó trái ngang vậy, khiến cho người ta luôn luôn cảm thấy mình bất hạnh trong chính cái cuộc đời này. Vì luôn luôn nhìn thấy cái sự hạnh phúc của kẻ khác trong mắt của mình. Chính vì vậy mà khi chị rơi vào cái tình trạng chồng của chị á, là cái người đàn ông vô tâm, nhìn thấy chị bao năm chăm sóc mẹ chồng, chưa có một lời cảm ơn, mẹ chồng của chị cũng mẹ không có biết cảm ơn, không có biết thương con dâu, mà cái dạng chẳng ăn chăn cuốn lại đi trách tội bà xui vì đứa con, nó dám nói rằng mẹ chồng cứ nằm ngửa lờ ra cho nó chăm. Trời ơi, có đứa con dâu nào mà dám đi nói cái lời đó ra, vậy mà không biết bà nghe ai nói mà bà dám đi đến tận nhà mẹ của con dâu để mà phiền trách người con dâu đó. Thế nên là người con dâu bị cái án oan đó, người con dâu rất là buồn, chăm sóc mẹ chồng hết lòng mà mẹ chồng lại đi trách mắng mẹ ruột của mình như vậy, làm cho người phụ nữ rất là đau lòng. Do chị bước vào nhà chồng, chị có nghĩa vụ, chị có bổn phận, trách nhiệm của chị phải làm như thế. Còn cái vấn đề mà chị nghĩ rằng chị chăm mẹ chồng để được chồng thương á, đó là một cái suy nghĩ trao đổi vậy nhé. Em đặt cho chị một câu hỏi nè. Người thứ ba của chồng chị hiện tại đó, cái người đàn bà đó có chăm mẹ chồng của chị ngày nào đâu, vẫn được chồng chị thương vậy. Vậy thì suy ra không phải là chị chăm mẹ chồng để được chồng yêu, mà cảm xúc yêu nó đến tự nhiên, chứ không phải là chị phải trao đổi cái công sức của chị để có được cái tình yêu của chồng. Chị hiểu vấn đề rồi ha. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi mà chị nghĩ như vậy thì chị càng biến chị trở thành một nạn nhân, chị càng biến chị trở thành một người có công mà không ai ghi nhận. Đó. Chị tốt với mẹ chồng của chị thì chị có phước báo của chị, riêng về vấn đề của chị ha. Hoặc là bản thân chị có nghiệp thì việc chăm sóc mẹ chồng đó cũng sẽ giúp cho chị bào bỏng bớt đi cái nghiệp xấu của chị trong quá khứ hoặc là một cái lần nào đó mà chị đã tạo ra. Cái vấn đề mà người tốt tại sao không được yêu? Đàn ông chỉ yêu cái người họ thích chứ không phải là yêu người tốt hay yêu người xấu chị ạ. Chị tốt nhưng chồng chị không yêu chị thì chồng chị vẫn không yêu chị. Chị xấu mà chồng chị thích chị thì kiểu nào chồng chị cũng yêu chị. Thế nên là người đàn ông á, người ta yêu một người đàn bà không có căn cứ vào cái việc mà già trẻ, lớn bé, tốt hay không tốt, họ thích là được. Đó, người đàn ông nó ngang như thế đó. Thế nên đó là vấn đề ở nơi chị, em cũng hỏi về vấn đề đời sống tình dục của chị thì chị nói là rất là ít. Vì phần tuổi của chị cũng đã lớn. À, với cái sức ăn của chồng chị về vấn đề giường chiếu mà chị cung cấp một cái số lượng quá ít như thế thì chồng chị đói bụng đi tìm ăn. Chồng chị lấy cái lý do là mãn dục, rồi bất ngờ chị phát hiện trong Zalo là toàn là những cái gì gì đâu không à, thì mới biết rằng chồng chị chưa hề mãn dục. Ở với chị thì mãn dục, nhưng ở với người khác thì hùng hục như máy cày mới mua. Đó. Ở với chị thì nhũn như là cọng bún, ở với người khác như là băng tre mới mọc. Cái vấn đề đó cho thấy rằng cảm xúc nơi người đàn ông chồng của chị đã giảm cảm xúc với chị, không còn yêu thương và không thích cái hình thể của chị. Chị là một người phụ nữ lớn tuổi, già nhăn nám, to mập béo chẳng hạn, thì làm sao mà bằng những cái em mà em đi tập gym mà em ăn uống rồi em tắm bằng sữa ông chúa được hả chị? Cái điều này mình phải hiểu. Cái gì không hợp lý thì tự ý người ta sẽ bỏ buông, người ta đào thải chị nha. Vấn đề này chị cũng phải nên biết rõ. Còn cái mối quan hệ giữa chị và chồng chị á, thì chị cũng phải hiểu vấn đề như vậy nè. Nó gần như là một cái dạng mà thỏa thuận trong hợp đồng. Bên người vợ phải có cái này thì bên người chồng mới cần. Thời gian đầu thì rất là vui, nhưng sau đó dần dần nó hết vui. Chúng ta mua một chiếc xe mới, rồi chúng ta nhìn vào chiếc xe cũ, nó cũng là xe đó, nhưng mà cái tâm lý xe mới và xe cũ hoàn toàn khác nhau. Đối diện với một người mới, chồng chị sẽ hoàn toàn suy nghĩ khác. Với một người đàn bà mới, cái mối quan hệ mới, lúc nào anh ta cũng rơi vào cái trạng thái được yêu say sưa trong tình mới. Nó khác hẳn với một người vợ tốt, thương con, lo cho gia đình. Đâu phải người đàn bà tốt là người đàn ông sẽ chung thủy đâu chị. Không, người đàn bà có rất là nhiều người đàn bà đau lòng, cảm thấy mình khổ, mình hy sinh cả đời cho chồng. Tôi là người đàn bà sống tốt, đức hạnh, đàng hoàng, tử tế, đối nội đối ngoại không ai chê tôi một tiếng nào, vậy mà chồng tôi nó mê gái, tôi tức quá đi.
Cái vấn đề bạn là người phụ nữ tốt đâu có nghĩa là người đàn ông đó sẽ yêu bạn. Chưa từng có một cái quy định nào người đàn bà phải trở thành một người đàn bà cực tốt, tốt với tất cả mọi người thì chồng sẽ yêu. Người đàn ông vô lý ở cái điểm là họ đi tìm một người phụ nữ hoàn hảo, toàn diện để lấy về làm vợ. Nhưng mà trong quá trình sống chung thì người đàn ông vẫn cứ bay bổng và lo đi tìm kiếm những cái mối quan hệ khác ngoài người vợ. Họ nhìn thấy người vợ tốt, người vợ an toàn, một cuộc sống bình dị, bình an. Họ lại muốn phá vỡ đi cái sự bình an đó bằng cái việc là họ có những cái mối quan hệ bên ngoài. Đó, con người nó vô lý ở cái chỗ là khi mà có tất cả mọi thứ thì tự họ lại muốn phá vỡ tất cả mọi thứ. Giống như mà một cái kỳ thi vậy đó các bạn. Khi mà để chọn được cái người đó, quyết định xem là họ có được tiếp tục hưởng cái phước tiếp theo hay không, thì ông trời luôn cho chúng ta những cái kỳ thi, đưa đến cho chúng ta những cái sự thử thách, đưa đến cho chúng ta những cái sự cám dỗ để xem chúng ta có vượt qua được hay không. Nếu chúng ta vượt không qua được thì chúng ta là coi như là thi rớt, chúng ta không thi đậu được. Đó, thì chúng ta không được gọi là thượng phẩm nữa, mà chúng ta sẽ rớt xuống làm hạ đẳng, hạ phẩm. Đó, luôn luôn có một cái sự thử thách để đưa chúng ta đến một cái bậc cao hơn, để chúng ta xứng đáng được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái vấn đề là có những người đặt ra câu hỏi là tại sao mà gia đình cái lúc nghèo thì yêu thương nhau lắm, nhưng mà lúc giàu thì lại không thể ở được bên nhau. Tại vì trong cái hoàn cảnh giàu có thì cái thử thách nó mới đến. Bởi vì trong một cái giai đoạn mà bạn muốn vượt cao hơn, bạn có xứng đáng được hạnh phúc tiếp hay không? Nếu bạn không vượt qua được cám dỗ tầm thường thì bạn sẽ không xứng đáng được hưởng tiếp những cái danh lợi tiền bạc của bạn nữa. Cuộc sống sẽ đưa đến cho bạn những cái đau khổ, những cái sự tổn thương về tinh thần. Bởi vì không vượt qua được những cái cám dỗ, cám dỗ đó là như là một kỳ thi chứ còn gì nữa. Không vượt qua được thì chúng ta sẽ bị bế tắc, chúng ta gặp những cái vấn đề khổ sở, chúng ta phải đối diện với những nỗi đau. Đó không phải là chúng ta thi rớt sao? Chúng ta thi rớt thì chúng ta buồn, chúng ta khổ. Còn nói về vấn đề, chị là người phụ nữ có tu hành, có biết ăn chay, có biết niệm Phật, nhưng mà vẫn còn khóc ơi là khóc, khóc ròng khóc rã. Chị cứ nhớ lại cái định nghĩa hài hước của em về người đàn ông đi. Họ luôn có những cái lý do để rời xa chị. Vậy thì em hỏi chị nè, chị khóc chồng chị cũng đâu có quay lại với chị đâu. Rồi chị chết ra đó, chồng chị cũng lấy người đàn bà khác à? Đó, chị khóc chị lòa con mắt là chồng chị vẫn lấy người đàn bà khác à? Người ta vẫn sống với chị, nhưng mà người ta không yêu chị, người ta chỉ còn cái nghĩa với chị thôi. Cái tình là tình dục với tình yêu thì đã chết từ lâu rồi. Chỉ còn cái nghĩa sống với chị thôi. Sống với một người đàn bà nhiều năm ở bên cạnh mình, nó trở nên thân quen và trở thành một người bạn thì chính xác hơn. Tình yêu và tình dục nó đã không còn. Đó, chị phải hiểu vấn đề này nhé. Chị hỏi là chồng chị có yêu chị không? Xin thưa là không có người đàn ông nào yêu vợ mà đi ngoại tình. Mặc dù người đàn ông vẫn nói rằng tôi không muốn phá vỡ gia đình, nhưng mà tôi ngoại tình. Hành động ngoại tình đó đã thể hiện rằng chồng đã không còn cái tình. Cái tình ở đây là cái tình dục với vợ. Cái tình ở đây có nghĩa là cái tình yêu với vợ là không còn. Cái nghĩa thì vẫn còn đó. Sống với nhau lâu ngày thành cái nghĩa bền chặt. Đó. Rồi chồng chị có bỏ chị không? Chồng chị không bỏ chị. Bởi vì bỏ chị để làm gì? Bỏ chị với mục đích làm gì? Anh ta cũng đâu có ý định lấy người đàn bà đang có chồng kia về làm vợ đâu. Anh ta chỉ muốn vui chơi như bao nhiêu lần anh ta chơi bời mà thôi. Chị đã đối diện với biết bao nhiêu người đàn bà trong cuộc đời của anh ta rồi. Sao đến bây giờ chị vẫn còn chưa tỉnh mộng? Em đang hỏi chị đó. Tại sao đến bây giờ chị vẫn không tỉnh mộng? Chị vẫn u u mê mê, ngơ ngơ ngác ngác như con gái 18 lần đầu tiên bị thất tình. Chồng chị đã cho chị trải nghiệm biết bao nhiêu lần cảm xúc ngoại tình của anh ta rồi. Mà đến bây giờ chị vẫn còn mơ mơ màng màng như lần đầu tiên ngỡ ngàng thấy chồng ngoại tình. Thì đây là một cái điểm mà em nói thật là chị lớn tuổi rồi, nhưng mà tư duy của chị vẫn còn đắm chìm vào ái dục, vẫn muốn cột buộc người đàn ông đó. Mặc dù là chị đang rơi vào trong trạng thái là châu buộc ghét châu ăn. Chị không đem đến cho chồng của chị một cái đời sống tình dục viên mãn. Chị nhìn thấy chồng của chị đi với người đàn bà khác, chị có cái tâm lý tức giận, ghen tuông, bực tức. Nhưng mà bây giờ người đàn ông đó không đi với những cái người đàn bà đó, họ về ở với chị, họ quần một ngày chị 3-4 cháo, chị có đáp ứng được hay không? Hay là chị ngơ ngơ ngáo ngáo rồi chị cũng loạn não luôn. Cái sức khỏe của mình không đáp ứng được đời sống tình dục của chồng, chồng đi tìm một người đàn bà khác,
và mua những cái điều đó từ một người đàn bà khác. Chị không thể bắt người đàn ông đó tu hành để diệt dục được, bởi vì mỗi người đàn ông đều có một cái đời sống tinh thần, tình dục khác nhau. Chị không thể nào ép người ta, buộc người ta được, bởi vì người đàn ông đi đâu thì người ta mang cái của họ đi đó. Làm sao chị quản lý được khi mà người đàn ông đó không muốn giữ cái tấm lòng của họ dành cho chị? Không có một người đàn bà nào đủ sức giữ chồng của mình hết. Chỉ có người đàn ông đó tự ý muốn giữ cho chị mà thôi. Thế nên á, là cái việc mà chồng của chị bỏ chị á, thì anh ta bỏ để làm gì? Em nói một cái ý như thế này, rất là buồn. Người giúp việc á, mướn một giờ là 50-60 ngàn, có nơi cả 100 ngàn. Bây giờ có bà vợ, bà làm hết tất cả mọi việc mà lại không trả lương, xù lương luôn. An toàn, người giúp việc thì đôi khi còn đòi nghỉ làm. Người giúp việc mà đôi khi còn đòi ngủ với chủ, còn muốn tăng lương, còn vợ đâu có đòi tăng lương. Bỏ chị để làm gì? Chị vẫn là người vợ, ở trong gia đình vẫn là nội tướng của anh ta. Bỏ chị để làm gì? Bỏ chị không có lợi gì hết. Chị hiểu vấn đề không? Thế nên mình là người vợ, mình phải suy nghĩ rằng đây là gia đình của mình thì mình sống trọn vẹn với gia đình của mình. Đừng có nghĩ rằng mình có công để rồi mà người đàn ông phụ bạc. Bản chất của người đàn ông á, chị làm cái gì đi nữa thì đến một giai đoạn nào đó người đàn ông cũng không thể nào chung thủy được. Có những người đàn ông chung thủy nhưng mà cực kỳ hiếm. Có chăng là người đàn bà đang hạnh phúc mà chị nhìn ở trong mắt của chị đó, về người hàng xóm hay một ai đó, họ đằng sau có những nỗi đau mà người ta không bao giờ nói cho chị biết. Tại vì chị chẳng là ai trong cuộc đời người ta, thậm chí những người bạn thân đi ha, mà gia đình của họ có cái chuyện ngoại tình, họ cũng không nói cho người bạn của họ biết. Bởi vì họ biết rằng bạn thân của họ cũng chẳng giải quyết được cái gì hết. Nói ra chi cho mất mặt với con bạn của mình, hoặc nói ra chi cho xấu mặt với thằng bạn của mình. Chứ chị đừng có nghĩ rằng trên đời này tất cả mọi người đều hạnh phúc, còn riêng chị thì bị khổ đau. Chị ha, có những chuyện chúng ta không biết nó sẽ tốt đẹp hơn là chúng ta biết. Đó, cuộc đời là như thế đó. Còn bây giờ nói về chị ha, chị sống cho chị đi. Chị đọc ngàn trang kinh rồi mà vẫn chưa ngộ. Người ta nói là tu một đời ngộ một giây, mà chị vẫn chưa ngộ. Em thấy thật là ngộ cho chị. Chị ngộ một điểm là, ngộ đây là ngộ nghĩnh á, là mình đã đi tu hành, mình đã đọc kinh, mình đã đi đến chùa, mình đã nhiều năm cắp tay nải đến chùa tu hành. Tại sao mình lại không ngộ ra rằng cái ái dục nó chỉ làm cho chúng ta đau khổ? Một thời gian rất là dài chị đã ở bên cạnh người đàn ông đó, đến bây giờ chị vẫn không buông được. Chị cứ muốn mãi mãi đắm chìm vào ái dục. Chị cứ lôi kéo cái sợi dây ái dục nó quấn quanh mình. Lúc nào cũng đặt câu hỏi là chồng tôi có yêu tôi không? Yêu thì sao? Yêu thì vẫn ngoại tình, không yêu thì cũng ngoại tình. Vậy thì yêu hay không yêu, nó làm cho chị có bị đau khổ nhiều hay không mới là vấn đề quan trọng. Khi mà mình sống cùng với người đàn ông sống tốt với mình thì mình vui. Người đàn ông đi ngoại tình, mình không có buồn. Thì người đó mới gọi là cái người biết tu đó. Chị tu đâu không bằng tu nhà. Một người đàn ông làm cho chị đau khổ mà chị còn không vượt qua được, thì chị tu ở đâu ra? Chị tu cũng không có đắc nổi nữa. Chị tu chị cũng không ngộ ra được nữa. Bởi vì cái sợi dây ái dục của chị nó quá nặng nề, nó làm cho chị luôn luôn bị quấn lấy vào trong cái vòng xoáy của nghiệp lực tình dục, tình ái. Nó làm cho chị lúc nào cũng nhức nhối, nó làm cho chị lúc nào cũng phải ghen tuông, nó làm cho chị khổ sở. Mà bản chất là chồng chị vẫn ở bên cạnh chị đó, ông có đâu có bắt, ông đâu có bỏ chị, đúng không? Tự chị ghen tuông, rồi tự chị làm cho mọi thứ nó nổi sóng, nổi gió lên trong lòng của chị. Rồi chị khổ đau chứ chị được cái gì? Chồng chị vẫn ở nhà của chị, chồng chị không hề bỏ chị không hề mất chồng, chồng chị cũng không muốn cưới bà kia về làm vợ. Bản thân chị không đáp ứng được tình dục, ông ta đi mua, ông ta đi trao đổi, ông ta đi tìm. Chị không cung cấp được bữa ăn cho họ thì họ phải đi ăn ở chỗ khác. Chị không cho người ta ăn đầy đủ thì người ta đi ăn vụng. Chị thấy vậy có hợp lý không? Nếu mà đã là gọi là hợp lý thì tại sao chị khổ? Cái vấn đề ở đây chính là chúng ta chấp người đàn ông đó là của tôi, người đàn ông đó đừng có ai sờ vào. Xin lỗi chị, bao nhiêu người đàn bà đã sờ vào cái món hàng của chị rồi. Chị đã sống mười mấy năm với anh ta, gần 20 năm anh ta, chị biết thừa anh ta là người đàn ông như thế nào. Biết bao nhiêu người đàn bà đã ngã vào vòng tay của anh ta, đã quan hệ tình dục với anh ta rồi, đâu phải lần đầu tiên đâu. Vậy mà chị vẫn không ngộ ra, em thấy chị thật là ngộ. Người phụ nữ sống như thế, vào cái tuổi đời như vậy mà vẫn còn yêu đương nồng cháy, vẫn còn khóc gào, vẫn còn đau khổ, vẫn còn quằn quại với những cái dòng ái dục
nó siết chặt như vậy, chị có cảm thấy chị đáng thương không? Đó, ngày hôm nay em làm cái video này cho chị ngồi chị nghe, chị nhìn, chị tưởng tượng ra chị đang ở trong một cái bộ phim mà chính chị ngồi xem cái cuộc đời của mình trong cái bộ phim đó. Chị có cảm thấy là hãi hùng không? Chị có cảm thấy là chị quá đáng thương không? Chị có cảm thấy là chị quá ngộ không? Chính là bởi vì người phụ nữ chúng ta quá chấp ngã trong cái chuyện tình ái mà làm khổ bản thân. Đàn ông á, chị yêu họ, họ cũng bỏ chị. Chị không yêu họ, họ cũng bỏ chị. Vậy suy ra người đàn ông không đến cùng với chị từ cái lúc đẻ, từ cái lúc mới lọt lòng mẹ ra. Người đàn ông cũng không có chết cùng với chị. Mà chị chết thì người ta đi lấy vợ. Chị chưa chết người ta đã có bồ. Chị thấy không? Vậy thì chị sống như thế nào đây? Chị sống bình thường, coi như là chị không bị lệ thuộc vào họ. Đó mới là gọi là người biết tu, biết sống bình an trong cái sự bất an. Người ta nói là sao? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Xin lỗi, mới có một biến thôi mà những người phụ nữ đã nhảy lên như cào cào châu chấu rồi. Chứ đừng có nói là vạn biến, một biến thôi. Chồng ngoại tình thôi mà còn chưa ứng phó nổi, chưa tu nổi thì làm sao mà vạn biến mà chịu cho nổi hả trời. Đó, em nói ở đây để cho chị thấu suốt cái sự việc. Mình lớn rồi, mình phải trầm lại, mình bớt yêu chồng đi. Cái sợi dây ái dục đó mình bỏ dần đi. Chị hỏi làm cách nào quên hả? Chị tập trung vào cái việc tu hành của chị đi. Chị đừng có để ý đến ông chồng của chị nữa. Ông muốn làm gì thì kệ ổng ha. Mà chị để tâm vào ổng, chị có thay đổi được ổng không? Ông vẫn mê gái. Còn nếu ông không mê gái, ông quay về ông mê chị. Chị có đáp ứng được tình dục cho ông không? Chị không làm nổi, người đàn bà khác thay chị làm cái chuyện đó. Chị cảm thấy tức tối ở điều gì? Em không hiểu chị tức ở điều gì. Đó, đây chính là cái vấn đề mà chị cần phải nên nhận định xác suất hơn, bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn để nhìn thấy cái cuộc sống của mình. Không có phải riêng một mình chị bất hạnh mà mọi người được hạnh phúc đâu chị nhé. Rất cảm ơn chị đã tìm tôi để mà chia sẻ những cái nỗi đau, chia sẻ những cái sự phiền muộn trong cuộc sống. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ cuộc sống tình yêu GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.